người ta gọi là giống như là Vương á, thì Vương gia đình Vương hay nói giỡn giỡn là ảnh chỉ nghe ảnh sủa thôi à, chứ không thấy ảnh làm gì hết á đó. Đó thì kênh YouTuber này đây á, chuẩn bị vài ngày nữa thôi thì các bạn sẽ thấy là cái hậu quả của ảnh đang nhận được á. Nhắn nhẹ cho Phi Đông nè, hành động của ảnh giải quyết cái sự việc này Dương Phạm đi, chấp hành án tù xong đi rồi ra đại ca sẽ phản biện với em ha. Đại ca sẽ giống như là tội nghiệp em phản biện với em, chứ em là một cái người mà vô văn hóa và thất học như vậy á, em tính dụ anh lên kênh của em rồi em chửi cái gì. Trời ơi xưa rồi, kiếm những cái người nào trình thấp á mà đi ăn hiếp họ. Chứ còn trình như anh thì chừng nào em á đủ khả năng để làm một con người rồi thì anh mới phản biện với em, hiểu không? Em không đủ tư cách làm người mà sao anh phản biện với em được hả Phi Đông? Thôi chấp hành án tù xong đi rồi phản biện.